Xin chào tất cả anh em. Thì bữa nay mình sẽ quay một chiếc tàu nhựa composite. Sau khi nó lên ổ, được kéo lên bờ, thì trong cái quốc dáng nó sẽ như thế nào nha mọi người. Thì mình sẽ đi tổng xung quanh khu vực tàu để cho mọi người quan sát thử toàn cảnh của một chiếc tàu nhựa khi lên ổ nó sẽ trông ra sao. Thì ở những nước phát triển, ví dụ như là Trung Quốc, Indo-Malay và Hàn Quốc, thì việc sử dụng tàu nhựa trong đánh bắt thì nó đã có từ 10 năm về trước. Thì những cái nước tiên tiến họ đã sử dụng tàu nhựa trong cái công việc đánh bắt của họ. Tuy nhiên ở Việt Nam thì khoảng từ 3 năm trở lại đây thì chính phủ của chúng ta có khuyến khích người dân sử dụng tàu nhựa trong việc đánh bắt xa bờ và gần bờ để hạn chế những cái việc mà chặt phá cây rừng, sử dụng cái nguồn gỗ nó quá mức. Thì khoảng 3 năm trở lại đây thì ở Việt Nam sẽ phát triển rộng rãi hơn việc sử dụng tàu nhựa trong cái nhu cầu đánh bắt của người dân. Tuy nhiên là một số tỉnh ở Việt Nam từ trước đó họ đã sử dụng tàu nhựa trong cái nhu cầu đánh bắt của họ, ví dụ như ở Nha Trang, Khánh Hòa, và một số tỉnh miền Tây họ đã sử dụng tàu nhựa trong cái việc đánh bắt gần bờ đã có từ rất là lâu. Nhưng khoảng 3 năm trở lại đây thì những cái chính sách, những cái nghị định của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn họ đã đưa ra và yêu cầu khuyến khích người dân sử dụng các cái phương tiện tàu nhựa để thay thế tàu gỗ trong việc đánh bắt. Thì tàu nhựa bắt đầu được phát triển hơn và đưa vào sử dụng rộng rãi trong nhu cầu đánh bắt của người dân. Đây mọi người, mình sẽ quay đi xuống bên dưới mơ lường của một chiếc tàu nhựa nó sẽ trông khác như thế nào so với một chiếc tàu gỗ. Ở đây chúng ta thấy có những cái ụ nó đưa xuống bên dưới, và cái chiều dài của ụ đưa xuống bên dưới là nó tầm ngang nhau so với mặt lông cốt. Đó là những cái ụ để bắt những cái máy dò cá, những máy chụp và máy siêu chụp, những cái công cụ hỗ trợ ngư dân trong việc tìm và dò cá. Chúng ta thấy là cái lông cốt của một chiếc tàu nhựa composite là nó khác hoàn toàn so với một chiếc tàu gỗ rất là nhiều. Ở đây tôi thấy hình như có một cái ống dò, đây gọi là ống dò đứng nè. Những con sò nước của chiếc tàu nhựa. Lông cốt của tàu nhựa thì được trải dài cho tới phần đuôi tàu. Tai quạt bốn cánh rất là to ha. Tai này chắc tai 1m7, khoảng tầm đó, mình đoán tai này khoảng tầm 1m7 nha anh em. Mình sẽ leo lên tại cái khu vực của tai quạt để mình coi thử tai này của hãng nào nha anh em. Chùa.
tàu đã nó đóng nhiều quá mình không có xem được cái tên của hãng tay quạt này, nhưng mà tay này rất là lớn. Tay này chắc là phải chính xác nó là phải hơn 1m7, tầm 1m7 và hơn 1m7. Bởi vì mình cao 1m65 nhưng mà cái tay này nó cao hơn mình rồi. Thì mình chỉ quay được tổng quan phía bên dưới, bên ngoài của một chiếc tàu nhựa composite. Còn bên trên của chiếc tàu thì mình chưa có leo lên tàu được. Nếu mình leo lên tàu được thì mình sẽ quay máy của tàu nhựa composite cho mọi người xem. Thì đây là một chiếc tàu nhựa được sử dụng một cái máy thùng, nguyên thùng từ bên Nhật về luôn. Máy rất là ken span luôn. Tuy nhiên mình chưa vào trong khoang máy để quay chi tiết máy cho mọi người xem. Mình sẽ quay phía bên ngoài của toàn cảnh một chiếc tàu nhựa khi lên ụ nó sẽ như thế nào. Các anh em đi đánh bắt xa bờ gần bờ thì đã biết đến với sự to lớn, sự linh hoạt của một chiếc tàu nhựa. Thì bây giờ mình sẽ quay toàn cảnh của một chiếc tàu nhựa khi nó lên ụ nó sẽ như thế này đây. Và bên cạnh của chiếc tàu nhựa là chiếc tàu vỏ gỗ. Thiết kế của một chiếc tàu nhựa là so với một chiếc tàu vỏ gỗ thì nó khác rất là nhiều. Cỡ cả khu vực bên trong, khung sườn và phía bên ngoài thì chắc chắn là một điều rất là khác biệt rồi. Tàu gỗ thì sử dụng bằng gỗ và tàu nhựa thì sử dụng bằng vật liệu nhựa composite. Và xin chào mọi người, mình xin kết thúc cái video quay về một chiếc tàu nhựa sau khi lên ụ như thế nào tại đây ha. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. Ten 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 ten.